Lô, xin chào các bác. Hôm nay thì em sẽ đi lễ tổ chức thang ở học viện tên em đặt ngay ở đây. Giờ em sẽ lấy sớm công vi nhiều người đã biết rồi. Không biết nữa mấy con này. Nuôi được 4 con. Và một con trứng không nổi được. Có một quả trứng bị khai mỏ nhưng nó không nở ra được và nó bị chết non, rất là tội các bác. Đấy, quả này nó đã bị chết non trong trứng luôn rồi, nó không nở ra được và nó chết luôn trong trứng rồi, rất là tội các bác ạ. Nó đã chết rồi. Rất là tội phải không các bác? Đấy. Nó đã nửa đã được 1 tỷ rồi nhưng mà không thể ra được. Tổ này là 5 trứng. Giờ nửa được 4 con. Và một quả thì bị nở nhưng mà hiệu quả nó không thể ra khỏi trứng được. Đây là tổ chơi tháng thứ 7 trong mùa mem lẻ các bạn nhé. Đấy, rồi giờ em sẽ lấy tổ này. Cái này. Đấy. Chỗ này không thì 5 con thì cũng khá đẹp rồi. Nhưng mà bị một trận dấu quả không thể ra khỏi tủ được. Do vậy cái con nữa là được 4 con. Em sẽ lấy về luôn. Đây các bác, tổ 4 con và 1 trứng. Một con rất nhỏ. Đây. 4 con non và 1 quả trứng bị hỏng nhé. Rất là tồi phải không các bác ạ? Tổ này thì tổ thứ 7 trong mùa. Đấy, không thì tổ 5 con rất là đẹp rồi. Quả tội. Giờ em sẽ để lại ở đây. Nay là tổ thứ 7 trong mùa mem lẻ các bạn nhé. Nếu các bác nào muốn mua chơi tháng ở em thì cứ liên hệ với em nhé. Nhưng em ưu tiên để nhà Bắc, chứ em không có thời gian để mà ship. Và ship xa thì cũng ngại lắm, sợ nó yếu và nó sẽ mất sức và chết thì cũng không tốt cho lắm. Thôi đến đây thì em hẹn các bác những tổ tiếp theo mà em lấy nhé. Đây là tổ thứ 7 trong mùa. Em vẫn còn rất là nhiều tổ vẫn đang còn trong thời gian ấp và vừa mới xây tổ nữa. Các bác nhớ theo dõi kênh của em nhé, là các bác sẽ biết được thôi ạ. Rồi, xin chào và hẹn lại được gặp các bác ở những video tiếp theo nhé.